Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Hiện tại thì Nhã đến một cái bản chỉ dẫn, họ nói quẹo phải là đi Cà Mau quý vị, rồi đi Cần Thơ nè, rồi trái vào trung tâm Bạc Liêu. Ok, bây giờ mình đang có ý định là không lẽ đi Cà Mau ta. Nhưng mà đi Cà Mau quý vị nó xa lắm, rẽ về thì nó khó khăn hơn, nên là giờ chắc là mình đi về Cần Thơ thôi quý vị ơi. Ok, giọt nha. Wow, ở đây ngay chỗ cổng chào quý vị, nó có chữ là see you again, có nghĩa là hẹn gặp lại quý khách á. Ok, rồi, chào tạm biệt Bạc Liêu ha, tạm biệt giấc mơ tình yêu. Thì lần này quý vị về Bạc Liêu chơi mà cũng không có tìm được một cái tình yêu mới nữa hết trơn á, nên là thôi về Cần Thơ ha, để xem ở xứ sở gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về thì có may mắn hơn không. Ok, rồi lên đường thôi quý vị ơi. Phải nói là ở xứ Bạc Liêu quý vị có nhiều điều mà Nhã thích lắm. Thứ nhất là công tử Bạc Liêu nè, một cái huyền thoại về cái chuyện mà ăn chơi ha, ăn chơi trác tán ngày xưa, nhưng mà ăn chơi sao mà để lại lưu danh muôn thở đó quý vị, biết cách chơi ha. Chứ ăn chơi thì biết bao nhiêu người ăn chơi, nhưng mà sao mà họ không nổi tiếng. Rồi đây là con đường, tưởng ở đây là nhà nghỉ Lâm Gia Hân, thành phố Bạc Liêu, nhà nghỉ Bình Thuận đó. Đường ở đây là đường quốc lộ đó quý vị, đường quốc lộ mà quý vị đi về Cà Mau á thì quý vị phải đi ngang đó nha. Ok, rồi bây giờ chạy qua chị này luôn đây đó, vậy thấy không, hình ảnh mà cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác đang xem á là cảnh mà Nhã chạy xe ha, trên đường ở đây còn gọi là thành phố Bạc Liêu đó quý vị, mà đường ở ngoài đây á, là đường quốc lộ rồi, để mà Nhã tiến về Cần Thơ ha. Thì trên con đường mà về Cần Thơ á, Nhã sẽ chạy ngang tỉnh Sóc Trăng đó quý vị, cái nơi mà có cái chùa của người Campuchia có tên gọi là chùa Chán Kiểu đó quý vị. Ồ, đây có tượng Phật Quan Thế Âm đẹp quá. Thu nghe phòng quạt có 50.000 nè. Ô, sao rẻ dữ vậy ta. Quý vị có biết không, ngày hôm qua đó Nhã nghỉ một đêm ở Bạc Liêu thì họ tính Nhã là 200.000 đồng, Nhã thấy là cũng ok, có máy lạnh mà, rồi phòng sạch sẽ thoáng mát nữa, rộng rãi. Gara mít mít ha. Khách sạn Thái Hoàng Bạc Liêu. Ở đây có quán cơm nữa vậy, quán cơm Quỳnh Anh. Đây có gì nữa nè, sạp khô Sông Đốc Tiết Ca. Đây có quán ăn Phương Thảo nữa, quán ăn Phương Thảo đó quý vị. Trường Trung học Cơ sở, trời ơi, Nguyễn Minh Nhật.
có mấy em học sinh nữa, vậy chạy hàng ba luôn ha, hết đường chạy luôn á. Thôn mà rất là ngây thơ đó vậy, chạy ngoài đường lộ mà chạy hàng ba vậy đó. Ok, tại đây có bán trà bắc, cà phê võng hồng đào, trái cây ba kìa. Thuốc tây ý niệm. Ở đây có Rim Palace Hotel nữa quý vị. Một khách sạn khá lớn ha. Cặp đường quốc lộ. Quán cơm Xuân Thảo. Garay Hồng Vương. Quán cơm quê hương. Đó quý vị thấy không? Những cái cảnh ở xứ Bạc Liêu ha. Cặp đường quốc lộ đó quý vị. Thì Nhã có nhìn thấy á, rất là nhiều quán xá luôn. Quá là nhiều quán xá, rồi quán nhậu nữa ha. Rồi nhà nghỉ. Nhà nghỉ Đào Nguyên. Đây là thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi đó quý vị. Huyện Vĩnh Lợi nha. Hay già già. Ồ, đến đâu rồi ta? Huyện Vĩnh Lợi ha. Ok. Có vị thấy không? Đây là cảnh ở Bạc Liêu ha. Rồi bây giờ tiếp theo là chạy đến một cái cây cầu. Chạy đến cây cầu thôi quý vị ơi. Cầu gì đây ta? Ồ, đây có chỗ mới đắp cưới xong. Một cái chỗ mới đám cưới xong. Phía trước có cái cầu quý vị ơi. Cây cầu ở Bạc Liêu hả? Cầu cái dây quý vị ơi. Cầu cái dây. Dày chứ không phải dây nha. Cầu cái dày. Ồ, nước công nhận nước sông ở dưới Bạc Liêu đó vậy, thì nó mang đậm màu phù sa, chứ nó không phải là cái màu như cái kiểu ở trên Đông Nam Bộ quý vị ơi. Màu nó đục đục á. Quán ăn chị Trang. Bánh cơm mà ha. Mỹ Nương vật liệu xây dựng. Những cái cô chú anh chị á, mà có nhà ở khu vực này á, thì nhớ comment cho nhà biết nha. Ở đây có một cái bản chỉ dẫn nữa vậy. Mà để là đi Sóc Trăng 45 cây số nữa, còn vẹo phải là đi Hưng Thành á. Nói vậy thấy không? Nó có bản chỉ dẫn ha. Quý vị có biết không là khi mà về Bạc Liêu chơi á, phải nói là rất là thích luôn đó quý vị. Cảm thấy mê lắm, mê xứ Bạc Liêu lắm. Thứ nhất là con người á thì họ rất là thân thiện đó quý vị. Còn đồ ăn á, thì phải nói là rất là ngon.
ngon hơn nhiều những cái xứ khác luôn quý vị. Có món ăn thì đặc trưng lắm. Ok, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha.